luôn. Vô. Nha. Ai có số lượng nến nhiều nhất loại. Ai có số lượng nến ít nhất loại. Được khai bắt đầu. Lên. Mạnh lên tao. Đứng an toàn, đứng bên kia. Đó. Quạt dọc Khoa ơi, quạt dọc nha. Quạt dọc á, quạt dọc á. Đừng bằng ngang. Vô, vô. Đúng, tập trung. Lên. 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 Hợp lý, hợp lý. Không, không được luôn. Được, hợp lý. 8. 8. Yeah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sai luật rồi. Luật lỡ trên này xuống đất gì vậy? Dạ, em không có xuống rồi. Hỏi ý va đi, va đi. Va, va, va. Có va kìa. Lại á, camera của anh chồng. Công nhận. Rảnh. Như vậy là việc Phương Thoa sau 2 lần thì làm được 8 cây nến bị tắt. Wow. Chúng tài nó bao nhiêu cây anh chưa? Em gần cuối rồi. Bây giờ thưa quý vị thân mến, hiện tại mới có 2 người hoàn thành 2 lượt, đó là việc Phương Thoa và Emily. Emily hiện tại là con số 12, mời đứng vị trí bên góc trái, và Thoa con số 8, mời đứng vị trí góc phải. Cuộc chơi vẫn chưa ngã ngủ, nhưng theo như tính toán của khoa học thì có một bé đã bị loại. Ai vậy anh? Bé đó. Bé. Mẹ, lấy xe sẵn, lấy xe sẵn. Ủa, nãy kêu mẹ lấy hộp xoàn mà sao giờ lấy xe rồi? Về sớm rồi. Sang, mời. Mạnh lên sang. Là phải tính bé này được bao nhiêu cái mới được, Buka? Là phải 9 cái đúng không? 8-9 cái. 8-9 cái mà an toàn. Đúng rồi, 8-9 cái mà an toàn nha. Mạnh lên, 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 lên. Nó có một khung nè. 7 cái. Chưa an toàn. 7 cái cũng chưa biết được. Rồi, mời đứng bên kia. Tới đây ạ. À. Em. Buka. Buka đã được mấy cái? Dạ 5. 5. Wow. Giờ, giờ em mới lo. 5 cái nữa là đẹp. Trời ơi, con chơi. Lên. Vô. Nhẹ thôi, nhẹ thôi, nhẹ thôi. Vừa thôi. 5 cái nữa. Vừa thôi. 5 cái nữa. 1. Một cây duy nhất. Một. Em mới lọt xuống rồi. Một cây duy nhất. Hả? Lọt nữa hả? Lọt nữa, lần này công nhận. Rồi xong. Trời ơi. Buka cho 2 lượt mang về 6 cái đèn cày bị tắt. Mời đứng bên kia. Chết rồi. 6 cây là đứng bên phải Chuki San. Hồi nãy chị, cây hả? Hồi nãy chị được 5 luôn á. Đây nè, bây giờ chúng ta hệ thống trước nè. Đây là 6 nè, 7 nè, 8, 8 nè, 12. 12. Mình chắc chắn là ok rồi. Ok nè, ok nè. Con đang mệt lắm nha con nha. Dạ. Chẳng lẽ nữ hoàng và ông hoàng game show bị lội trước không? Không lẽ nào. Tài mạnh lên tài. Mạnh chứ, lần này mạnh chứ, em đang không mà. Chạy. Mạnh lên. Không, không, lúc nãy á, không có cây nào không đẩy cái này. Một người đàn ông được gọi là nam vương võ thuật, đu đây đu các kiểu, không có cây nào. Sao vậy ta? Khỏe thân mình bây giờ. Khỏe. Giờ chơi cho vui. Chơi cho vui. Chơi vui thôi, chơi lấy hình cho đẹp. Ủa, thôi. Không, không biết đâu anh Bình hoạt mạnh. Bình cứu em đi. Chứ mẹ em tội nghiệp quá, từ Đồng Nai lên. Em cứu anh. Lắm, lên. Em anh hoạt nữa chứ em. Cao thủ tài đứng bên phải Buka. Trời ơi, em quá rõ ràng. Em nghĩ là anh thương em đến như vậy luôn á. Lo gì nữa, loại ra lo gì nữa. Loại hả anh? Loại cái gì nữa? Thoải mái lên Lâm, tâm lý thoải mái lên. Đi. Thoải mái lên. Đi rồi, có luôn. Làm cái cho ta nể nè. Đó. Làm cái cho ta nể nè. Đó. Mã dữ. Với 13 là 25. Lê Vũ Lâm đứng bên trái của Emily. Ủa rồi giờ chơi gì nữa? Thôi chơi gió hình anh. Chơi gió hình. Hình. Vậy là bây giờ em đứng góc máy đẹp được rồi. Đúng rồi. Lên. Lên. Hey. Mạnh luôn. Mạnh luôn. Mạnh lên. Mạnh lên.
1 cho hồi nãy, hồi nãy mấy? 3 2 Hồi nãy 2 là 13. Hồi nãy em được nãy đừng có đừng ăn nhau rồi. Không có đâu, anh Bình mới canh chứ. Đúng rồi, do anh sao mà tha được. Bây giờ nè, Bình đứng bên bên trái Lâm nè. Vô dần luôn á. Lê Dư Bảo Lâm 25. Trịnh Thái Bình 13. Em Ly 12. 12. Thoa 8. Chuki 7. Buka 6. Buka 6. Cao Xuân Tài, người rất cao, điểm rất thấp. Ủa sao vô dụng vậy Tài? Ủa anh thấy mình vô dụng không? Nãy anh qua gẹp em chi cuối cùng hai anh em mình bị loại luôn phải không? Cảm ơn hệ thống làm công đã giúp đỡ chương trình. Dạ, em có được chơi làm sau mà không à? Không, đội này nạp thêm hai người làm công nữa. Đúng rồi.